nha.
buổi sáng sớm đã có một em bé vừa lọc lòng đã bỏ rơi trước cổng trung tâm. Đây nhìn rất là thương. Ông mới vừa bỏ sáng nay tại trung tâm nhân đạo quê hương, bỏ trước cổng bảo vệ ở ngoài đường thì chưa biết con trai con gái, giờ ẵm vô nhà rồi mới biết. Nhìn cháu rất là dễ thương. Cổng con gái đây nhìn dễ thương lắm. Các mẹ xem đặt tên cho con tên gì đây, cho con tên gì nha. Các mẹ giúp Tiểu Hương đặt, tại vì ở nhà con nhiều quá rồi, hơn 300 đứa con, bây giờ không biết đặt tên gì nữa thì các mẹ phụ với Tiểu Hương đặt tên nha. Và các mẹ có sữa, mẹ nào mà uống sữa mà còn sữa thì nhường cho con một ít để cho con có sữa uống, tại vì trung tâm cũng đang thiếu sữa nữa. Thì xin các mẹ cho các con một, cho con một lon sữa để cho con uống. Sữa, tã, khăn quấn cho con. Đó, mẹ nào có đang nhà đang xài cũng được. Nhường lại cho con một chút. Đang ôm em á con hả? Các con thương em hả? Ôi. Đây các mẹ ơi, thương con nha. Các mẹ thương con nha. Các mẹ có sữa cho con uống nha. Các mẹ có sữa cho con uống nha. Các mẹ ơi, có sữa cho con uống với nè. Cho con xin bình sữa nè. Cho con xin cái khăn nè, đúng không? Mẹ ơi, các mẹ ơi thương con với nè. Rồi mẹ yêu con. Mẹ yêu con nha. Mẹ yêu con. Đây các mẹ ơi, có sữa cho em. Các mẹ cho các con uống sữa nha. Các mẹ cho con bình sữa nha. Các mẹ cho con sữa nè. Cho con xin bình sữa nè. Các mẹ cho con ăn sữa uống nè. Đây, thành viên mới của trung tâm quê hương của mẹ Huynh Tieu Huong. Huynh Tieu gì đây con? Huynh Tieu gì đây? Các mẹ đặt tên phụ Tiểu Hương nha.
Tết Trung Thu đây, không biết tên gì đây nữa. Hơn 300 em rồi, càng con càng ngày càng đông, nhưng không thể nào bỏ được. Khó khăn bao nhiêu đi nữa, mẹ vẫn tiếp nhận các con. Yêu các con nhiều mẹ. Đây, tụi này chưa lớn, tụi khác tiếp tục vào nè. Giỏi lắm luôn á. Biết hát tiếng Anh á. Biết hát tiếng Anh luôn á. Giỏi lắm. Nghiêm ngôn lắm. Ừ, biết hát tiếng Anh luôn á, giỏi lắm. Ừ, mẹ thương. Đó. Mong được sự giúp đỡ của các mẹ. Hỗ trợ cho con một lon sữa. Huynh Tieu Huong, Huynh Tieu Huong anh. Bé chưa đặt tên con ơi, mẹ mới vừa nhặt vào, vừa đón vào xong. Dạ thưa anh John Candy Bùi, cháu vừa nhặt vào được khoảng 1 tiếng, chưa tới 1 tiếng đồng hồ anh ạ. Mấy anh em đặt tên giùm cho Tiểu Hương nha, tại vì trung tâm mình nhiều tên quá, các con nhiều tên quá. Bây giờ chưa biết đặt tên gì, mong được sự hỗ trợ các anh. Anh đặt tên cho em bé nha. Dạ, anh đặt tên cho cháu đi anh. Đây là cháu gái nha. Cô Lăng Anh ơi, cháu gái nha. Tú Quyên ơi, đây là cháu gái nha. Tên tiếng Anh không được, Việt Nam không được đặt tiếng Anh, tên tiếng Việt thôi. Tên tiếng Việt. Không sao Máu à. Đây, các con đây, vừa lớn đây. Đây, chưa lớn đã có lớp khác mọc vào nữa rồi. À, đây, đây. Dạ thưa Mộ Thu, đúng rồi anh ạ. Đang Tết Trung Thu. Đang Tết Trung Thu. Đây, các cô chú, các anh chị đặt tên cho con. Các cô chú, các anh chị cho con xin bình sữa nha, cho con lon sữa nha. Tại vì con đông quá, đi một mình mẹ, vừa ăn vừa học vừa lo đủ hết trơn. Bé Tiểu Thu. Tiểu Thu mình có chưa ta? Ừ, bé Tiểu Thu. Bé Huynh Tieu Huong. Hoặc là Trung Thu, gần Trung Thu. Dạ, Trung Thu, đúng rồi, Trung Thu. Bé có ý nghĩa rồi, thấy à. Bé Huynh Tieu Huong. Bé đặt tên Lăng Anh là tối ngày khóc thôi, chị Lăng Anh ơi. Đặt Lăng Anh là khóc giống như cô Lăng Anh vậy đó, suốt ngày khóc thôi. Cho nên đặt tên Thu đi, trong mà mùa thu, Tết Trung Thu đến. Chào mẹ Hoài Thương. Chào Trúc Linh. Đặt tên giống mẹ Lăng Anh đó, cuối cùng mà khóc không à. Khóc nhiều hơn cười. Các mẹ thấy các em dễ thương không? Các mẹ cho con xin bình sữa nha, cho con xin lon sữa nha. Ở nhà hết sữa cho con rồi. Các con đông quá. Đây.
thầy dễ thương lắm, cháu ngoan lắm luôn. Áo áo lau lau miệng em. Dậy, sao dậy? Giỏi quá. Dậy. Dậy dậy, Tiểu Văn có mẹ. Nhìn được bằng chốt rồi. Em đâu không? Dạ, hát tiếng Anh giỏi lắm ạ. Chào bác Đường. Đúng rồi, cháu mới bỏ rơi sáng nay. Chào Hải Đăng, chào anh Hải Đăng. Dạ, chúng con chào bác Đường. Em cảm ơn anh nhiều. Ồ, thương em vậy à, con thương em à. Ừ, mẹ chào các con đi học. Đây, các con đi học. Rồi, mẹ chào các con nha. Bye bye, các con. Ừ, mẹ chào các con. Ừ, đây là các con lớn đi học ở ngoài. Ừ, mẹ chào các con của mẹ. Mẹ chào các con. Đây là các con ở ngoài đi học. Đấy. Để sáng nay tại trung tâm nhân đạo ở ngoài cổng thì có một cháu gái chắc khoảng cỡ mấy ngày tuổi đây. Thì cháu gái bị bỏ rơi, trung tâm mới vừa ấm vào, Tiểu Hương mới vừa ấm vào. Đây. Là cháu gái, cho nên mong được các bạn, các cô chú, các anh chị vui lòng phụ với Tiểu Hương đặt cho con một cái tên gì. Chuẩn bị mùa trung thu, các bạn và các anh chị đặt cho cháu nhé. Đặt tên gì cho cháu. Ôi mẹ yêu, ôi mẹ yêu, mẹ yêu con. Ôi mẹ thương, mẹ thương. Ôi mẹ thương con nghe. Rồi mẹ thương con nghe.